Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Hạnh thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu có diện tích là ngang 5, sâu 18, tổng là 90 m². Công năng sử dụng căn nhà này gồm garage, đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Căn nhà này có hướng Tây Bắc và có con đường phía trước rộng khoảng 8 m², xe tải, xe hơi di chuyển vào thoải mái luôn nha. Phía trước mình đây toàn nhà, biệt thự lớn, khu này mát hơn Sài Gòn khoảng 2 đến 3 độ. Đây là đường vào nha. Nhà này cách Ủy ban Nhân dân phường Tân Hạnh khoảng 500 m thôi. Khách hàng nào đi xem hẹn gặp mình ngay ở Ủy ban Nhân dân phường Tân Hạnh. Mình sẽ dẫn khách hàng vào xem căn nhà này nhé. Ở đây đang có 3-4 căn đang gửi bên đơn vị mình giao bán. Bây giờ mình sẽ quay căn này. Cửa chính được chủ nhà làm cửa sắt 4 cánh chắc chắn và kiên cố ngay ngoài đầu này. Phía trong mình đây có gara đậu xe hơi. Ở đây chủ nhà để chiều ngang 5, chiều dài 6. Mình để xe 7 chỗ, xe bán tải, thoải mái luôn không gian này. Mặt tiền chủ nhà thiết kế dạng mặt tiền vuông theo dạng hình hộp, mặt tiền phố nhé, đẹp. Di chuyển vào bên trong này, hai bên cánh gà chủ nhà dán giấy dán tường rất là đẹp. Bên hông chủ nhà ốp đá hết rồi. Cửa chính trong đây được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha và kiến cường lực chắc chắn ngay lớp cửa thứ hai này nhé. Di chuyển vào trong phòng khách. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 khổ 80, cực đẹp luôn. Nhà này hai mặt tiền luôn nhé. Đây có cửa sổ bên hông này. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, trần hộp và hệ thống đèn led chiếu sáng ngay đây. Hôm nay là ngày lễ 2 tây tháng 9. Chúc quý vị và khách hàng một ngày vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Bên hông đây chủ trang trí 3 bức tranh lụa rất là đẹp nha. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn này. Ở đây mình có khu bếp cực rộng ở không gian này. Trên đây có hệ thống trần hộp, trần thạch cao. Không gian phòng bếp rất rộng. Đây mình kê bộ bàn ăn lớn ở đây thoải mái luôn. Để tủ lạnh hai cánh, để máy giặt ở phía cuối bên đây. Tủ được chủ nhà làm bằng tủ gỗ sồi rất là đẹp. Trên đây có đèn chùm chiếu sáng nhé, ngay không gian này. Di chuyển ra phía cuối, mình có phòng vệ sinh ở dưới đây này. Nội thất cơ bản phòng vệ sinh rất là ok nhé. Chủ nhà ốp gạch lên tới trần luôn. Vòi tắm đứng, bàn cầu đúc tô tô, cửa nhôm sinh pha. Bên đây có cửa là hai cánh mát mẻ nhé. Bây giờ mình nhìn sơ qua không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Nhà hai mặt tiền, đường nhựa 8 m, cách Ủy ban Nhân dân phường Tân Hạnh, Đồng Nai chỉ khoảng 500 m thôi. Khách hàng nào đi xem hẹn gặp mình ngay Ủy ban Nhân dân phường Tân Hạnh, mình sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Cầu thang này được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ và kiến cường lực chắc chắn này. Lên tới lầu trên. Bên đây mình có phòng ngủ bên đây nhá. Phòng ngủ này rộng khoảng 16 m², có cửa lùa hai bên luôn này.
Bên đây có phòng vệ sinh thứ hai này. Chủ nhà ốp gạch lên tới trần luôn, nội thất rất là ok nhé. Giờ mình sang phòng ngủ tiếp theo. Lên trên đây mở cửa hết ra rất là mát nhé. Bên đây có cửa sổ bên hông này. Đây là phòng ngủ tiếp theo. Sàn trên đây được chủ nhà lót gạch bóng kính giá gỗ đẹp luôn nhé. Gạch này là gạch loại 1 khổ 60-60. Phía trước mình đây có phòng thờ rộng này. Nếu nhà mình không có nhu cầu làm phòng thờ thì cũng có thể làm phòng ngủ đây nhé. Phòng này rộng khoảng 16 m². Cửa sổ 4 cánh này. Bên đây có cửa đi này. Ban công phía trước. Đây có sân xe hơi này. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin kết thúc video tại đây. Chúc quý vị có một ngày nghỉ lễ vui vẻ.